Những khó khăn mẹ phải đối mặt sau sinh. Khi em bé chào đời, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của mình giàu ý nghĩa hơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, những bà mẹ chưa có nhiều kinh nghiệm sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn sau khi sinh con. Điều này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của bạn. Hãy cùng tìm hiểu để biết được những khó khăn mà bạn có thể sẽ phải đối mặt là gì để có sự chuẩn bị tốt nhất nhé. 1. Vòng eo bánh mì. Khi còn mang thai, bạn có thể an ủi bản thân là mình tăng cân vì em bé, nhưng đến khi bé con đã ra đời thì rõ ràng bạn phải đối mặt với thực tế rằng mình cần có một kế hoạch giảm cân nghiêm túc mới có thể lấy lại vóc dáng trước khi sinh. Tuy nhiên, cũng không cần quá vội vàng, bạn nên ưu tiên thời gian nghỉ ngơi và đảm bảo chế độ dinh dưỡng để phục hồi sức khỏe sau sinh trước khi lao vào kế hoạch giảm cân của mình. 2. Mệt mỏi. Nếu như sự mệt mỏi trong thời gian mang thai đến từ ốm nghén, đau lưng và việc tim phải làm việc quá tải, thì cảm giác rã rời sau khi sinh con lại đến từ những đêm thức trắng vì bé khóc hay đau ốm. Điều này còn khiến bạn phải khổ tâm hơn nhiều so với thời kỳ còn mang thai. Hãy chuẩn bị tâm lý vững vàng và chia sẻ mọi điều với ông xã hay người thân của mình, tìm kiếm sự giúp đỡ khi cảm thấy quá mệt mỏi và không thể chăm sóc cho bé một mình. 3. Trứng viêm vú. Đây có thể là một trong những cảm giác tồi tệ nhất mà mẹ trải qua khi nuôi con nhỏ. Đôi khi bạn trông như một chiếc lá héo và chỉ muốn ngủ gục vì chứng nhiễm trùng này. Một khi đã khởi phát, hiện tượng này có thể trở đi trở lại tưởng chừng như không có hồi kết. Hãy liên hệ với bác sĩ để có những tư vấn thăm khám phù hợp giúp cải thiện triệu chứng này nhé. 4. Nhạy cảm hơn. Trong nhiều trường hợp, các bà mẹ trẻ thậm chí còn trở nên mít ướt hơn trong thời kỳ thai nghén. Chỉ nhìn thấy con ngủ cũng đủ làm bạn muốn khóc, những suy nghĩ vu vơ, nỗi buồn vô cớ hay mỗi lần mệt mỏi sẽ khiến bạn có nhu cầu rơi nước mắt mỗi ngày. Điều này cũng không hẳn là tệ, tuy nhiên bạn cũng nên cố gắng kiểm soát cảm xúc, tìm cách giải trí nhẹ nhàng, suy nghĩ những điều tích cực để những ngày bên con thực sự là những giây phút tuyệt vời. 5. Chế độ ăn kiêng cữ. Trong suốt thời gian cho con bú, bạn sẽ phải tuân theo một danh sách khá dài những tiêu chuẩn ăn uống như không bia rượu, không đồ ăn cay, tránh nhiều loại hải sản. Điều này tốt cho sức khỏe của bạn và bé, nhưng khá áp lực về tâm lý. Tuy nhiên, hãy ưu tiên sức khỏe sau thời gian kiêng cữ thì bạn hoàn toàn có thể thoải mái ăn những món mà bạn yêu thích. 6. Cơn đau sau sinh. Có thể nói rằng dù sinh thường hay sinh mổ thì bạn vẫn phải trải qua cảm giác đau kéo dài từ một vài tuần đến một vài tháng. Tốt nhất nên chuẩn bị một chiếc nệm êm và di chuyển với mức độ vừa phải để tránh bị đau. 7. Đói cồn cao. Khi cho con bú, cơ thể cũng mất khá nhiều năng lượng và điều này có thể khiến bạn thấy đói ngấu. Trong khi bạn đang muốn giảm cân thì cảm giác không thể cưỡng lại hương vị của đồ ăn thật là khó chịu. Tốt nhất, bạn không cần quá ép mình, hãy xoa dịu cơn đói bằng những đồ ăn nhẹ như là một lát bánh, hoa quả và các loại hạt, vừa giúp bạn có thêm năng lượng mà vẫn đảm bảo sức khỏe. Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp các mẹ hình dung được phần nào những khó khăn mà bản thân có thể sẽ phải đối mặt sau sinh. Tuy nhiên, những khó khăn đó hoàn toàn có thể khắc phục và có nhiều giải pháp khác nhau, nên các mẹ cũng không cần quá lo lắng nhé.